đang yên đang lành, nhớ tới cô ta làm gì chứ? Đây là thị sông Kiều, giống như một nhóm vi khuẩn không thể loại bỏ sạch được. Nhưng Lệ quen vì cô ấy cứ ở bên cạnh mình. Khi một mình đột nhiên nhớ tới cô ấy, muốn gặp cô ấy, mình bị sao vậy?